Đại Minh Huyết Án tập 161 Lúc bây giờ Thành Tử Nghĩa thấy Hoàn Nhan Vân Sam đúng điệu nhìn mình, đã hiểu ý trong lời nói của Hoàn Nhan Vân Sam. Một giọng nói lầm bẩm phía sau, chết cũng không biết xấu hổ. Hoàn Nhan Vân Sam định nói gì đó, Thành Tử Nghĩa nhẹ nhàng vỗ eo của nàng, nàng kim long lại, khiêu khích nhìn Thành Phu Nhân, sau đó hết bộ ngực cao vút của mình, kiêu ngạo cười với Thành Phu Nhân, sau đó nói với Thành Tử Nghĩa, Tử Nghĩa, tiếp đi đây nói với tử hàm tối tiếp mới ngồi uống với nàng ấy mới chán được thành tử nghĩa trong dáng vẻ đẫy đà mướt mắt của hoàn nhan vân Sam biến mất trong tầm mắt của mình kỳ thần ngay sau khi ánh mắt hừng hực lửa của thành tử nghĩa biến mất vẻ ưỡn ngực kiêu ngạo của hoàn nhan vân Sam cũng bất theo chán trường đứng lên đi về đồng việt lúc này nàng không thể thể hiện ra dáng vẻ thế này cái kiểu vừa cự tuyệt vừa mời gọi người mình yêu thế này khiến nàng rất khổ sở Mỗi lần đi ra ngoài cùng đao ba, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của đao ba, trong lòng của nàng cũng rất ái náy. Một nữ nhân không thể giữ mình nguyên vẹn, trao cho người mình yêu, đó là bất trung, lại còn phải tỏ ra mình vô tình trước mặt nam nhân. Ấy, đó là bất trinh. Một nữ nhân vừa bất trung, vừa bất trinh, sao xứng có được tình yêu chân chính, thậm chí còn không bằng gái thanh lâu. Đào bà nói hắn không quan tâm, nhưng đào bà càng tỏ ra rộng lượng, bản thân của nàng càng cảm thấy linh hồn của mình càng dơ bẩn. Không biết đến khi nào mới có thể kết thúc những việc này đây. Hai nam nhân này, nếu như vì mình mà hai nước lại giao tranh, thì mình chẳng phải sẽ thành hồng nhan hỏa thủy sao. Nhưng hoàn nhan vân sam không được buông bỏ tình yêu của mình. Một nam nhân to cao vạm vỡ như thế, trước mặt mình lại hồn nhiên như một đứa trẻ. Hoàn nhan vân sam không cách nào từ chối được sự dịu dàng của hắn. Nghĩ từ đây, hoàn nhan vân sam lại càng thêm sầu não nhảy một phát dứt khoát, bay lên nóc nhà. Bầu trời xanh thẳm, gió thổi vi vu, thỉnh thoảng còn có vài tiếng chó sủa. Hoàn nhàn vần xàm nằm trên nóc nhà, chỉ trong lát sau đang ngủ tiếp đi. Bạn thuê gia đột nhiên xuất hiện ở cửa lớn phủ mạnh thiên sở. Lục nhị đoá lật đật chạy đến tiểu viện, Hạ vẫn Nghi vẫn còn bàng hoàng. Ngoài trừ nhị đoá, ai cũng còn chưa hết rừng sốt. Đều ngoài ý muốn của mọi người, không kịp mặc triều phục. Mạnh thiên sở dẫn bảy vị phu nhân vội vội vàng vàng đi ra ngoài tiếp giá. Đi tới cửa, thấy giả tĩnh bụng phệ, sát hiệu gì đến. Mọi người đồng loạt quỷ xuống đất, xem ra tâm tình gia tĩnh không có tệ, cười nói mọi người bình thân. Đi đến bên cạnh mạnh thiên sở, thậm chí còn thân mật vỗ vai của mạnh thiên sở. Sau đó, nhìn nhìn bảy vị phu nhân như hoa như ngọc sau đường hắn, diễu cợt nói, mạnh ái khanh gần đây sức khỏe tốt chứ? Nghe nói liên tiếp nạp thiếp đón dâu, chú rể có tốt thế nào? cũng chỉ sợ không trụ được nhiều đêm. Mạnh thiên sở vội vàng cười đáp lại, trong lòng lại nghĩ, vì hoàng đế này không biết chuyện nào nói ở đâu, chả có chút ủy nghiêm gì cả. Giả tĩnh đi đến bên cạnh tả giai âm, tả giai âm nhanh chóng thì lễ. Giả tĩnh nói, thiên sư không cần giữ lễ tiết, chậm hôm nay muốn đến thăm ngươi. Từ mấy ngày trước, người đến thăm ta, chậm vẫn khỏe. À. Là thiên sư đợi hại, nếu để giải từ hàm ở cạnh ta, e là thành hỏa lớn đấy tả xe âm rụt rè cười cười Vạn thuê già quá khen rồi bận đạo chỉ đàn làm việc mình phải làm thôi gia tĩnh cực kỳ vui mừng trẫm rất thích những người biết khiêm tốn như thế tả xe âm nói mời vạn thuế già vào phòng khách ngồi ngoài sân này nóng lắm gia tĩnh ừ một tiếng không quên nắm tay hiểu duy hiểu duy trộm nhìn mạnh thiên sở hai người nhanh chóng nháy mắt sau đó mỗi người nhìn một hướng hiểu duy tức thì ngoan ngoãn để cho gia tĩnh nắm bàn tay nhỏ bé của mình đi vào trong phòng khách. Còn chưa đi đến phòng khách, nhị đoá đi đến bên cạnh mạnh thiền sở, nói nhỏ vài câu. Đúng ngày khi giả tĩnh, đà nghi mẫn cảm, không nhận ra người đang xì xào trước mặt mình là ai. Đang định tức giận, hiểu gì thấy thế, màu chóng đến nói với nhị đoá. Nhị đoá, có gì cứ thẳng thắn nói ra. Sau đó, lập tức nháy mắt, nhị đoá hiểu ý khom người đứng trước mặt bạn tuế ra, lớn tiếng nói. Tối nay phủ tổng đốc mở tiệc chiều đái, mời mạnh đại nhân và bảy vị phu nhân qua. Nô tài nghĩ tổng đốc đại nhân không biết được bạn tuyết già đã đến đây, cho nên chỉ nói với lão gia để xem có phải quay về báo lại với phụ tổng đốc không thôi. hiểu gì đáp vậy còn phải nói người là một nô tài thông minh như thế còn không biết nên hay không sao? còn có mau đi đi nhị đó đang định đi gia tĩnh cất tiếng nói mà thôi quốc công muốn gọi con gái đến cũng là lẽ thường tình. thế nhưng đêm như chậm đã đến không bằng để nữ nhân kia về xem thế nào. Hiểu Duy nhanh chóng không người cảm tạ. Giả tĩnh vừa cười vừa nói, người tên là Nhị Đó chăng? Nhị Đó quỷ xuống, nói vâng một tiếng. Giả tĩnh đáp, hãy bình thân đi, người đi nói với quốc công, nói là trẫm cùng cả nhà mạnh ái khanh, lập tức sẽ đến ngay. Nhị Đó kinh ngạc, nhìn nhìn mạnh thiên sở. Mạnh thiên sở nói, còn công mau đi đi, nhìn cái gì mà nhìn. Nhị Đó lúc này mới vội vàng đùi đi báo tin. Gia tính vừa cười vừa nói, đi nào, chúng ta đi phụ tổng đốc xem sao đi. Nghe nói thành phu nhân hùng hãn đành đá, không biết sẽ chảnh trẻ với giải từ hàm kia thế nào đây. Hiểu Duy đi theo sau, gia tính lúc này mới nhớ tới lời mình vừa nói, vội vàng giải thích, xem Xe ta kìa, thế mà quên mất thành phu nhân là mẹ của nàng. Sao, nàng có giận trẫm không? Hiểu Duy cười vừa nói, thần thiếp không dám. Giả tính kéo tay Hiểu Duy. Trong tất cả các phi tần nàng là vợ ý trẫm nhất. Về sau không bao giờ nàng được rời xa trẫm nhé, biết không? Hiểu Duy mau chóng gật đầu, ra tính cười đi đến phía trước. Hiểu Duy lo lắng, liếc mạnh thiên sở. Mạnh thiên sở kích lại nhìn Hiểu Duy. Hiểu Duy miễn cưỡng cười cười, rồi cũng bước nhanh theo gia tĩnh đi ra cửa. Đến phủ tổng đốc, thành tử nghĩa kinh hãi. Cách gì? Vạn tuyên gia cùng hiển phi đường đường cũng muốn đến sao? Thành phu nhân sốt ruột. Chúng ta không chuẩn bị gì cả, làm sao mới ổn thỏa bây giờ? giải tư hàm nói nhập ra thì tùy tục chuyện đã vậy rồi nhị đoá bọn họ đâu rồi nhị đoá đáp đi ngay sau ta chắc sắp đến rồi giải tư hàm nói vậy tranh thủ thời gian chuẩn bị đi ra ngoài ngành đón thanh tường nghĩa đột nhiên nghĩ ra cái gì tử hàm nàng cũng đừng có đi ra nàng bây giờ đang có bầu vạn thế ra kiêng kỵ lắm nàng sai người gọi vạn giam đến để mà nhanh nhanh ra ngoài tiếp giá giải tư hàm hiểu ý thành tử nghĩa nếu như diễn kịch phải diễn cho thật cái này không riêng gì là diễn kịch cho vạn thuyết gia xem còn là diễn cho cả phủ tổng đốc tất cả mọi người đều xem giải từ hàm điền tục gật gật đầu đi ra cửa lúc đó quản gia tất tả chạy đến lão gia vạn thuyết gia đã đến ngõ rồi thanh tướng nghĩa nghe xong vội vàng nói đi nào chúng ta đi ra ngoài tiếp giá thanh phu nhân thấy hoàn nhàn vân sam còn không đến trong lòng không khỏi một hồi bừng thầm cố ý nói sao mà vân sam còn không chịu làm lúc này mà còn lề mề như thế. Thành tử nghĩa không nói gì, đi ra cửa. Thành phu nhân đuổi theo sát phía sau. Lúc này giải từ hàm sốt ruột nói. Hạ nhân với nhà hoàn ở đồng viện nói. Nhị phu nhân không có ở phòng mình. Hiện tại ta đã làm dài toàn bộ người. Đều quý phủ đi tìm rồi. Thành tử nghĩa hơi như mày. Các người đi tìm trước đi. Bọn ta đi ra ngoài tiếp giá. Thành phu nhân nhìn có chút hả hê. Có vẻ đã nhìn thấy dáng vẻ sấm sét của vạn tuế ra. Thành tử nghĩa đưa thành phu nhân cùng toàn bộ hạ nhân quý phủ đợi ngoài cửa. Thấy xe ngựa của đám vạn tuê già đến, vội vang quỳ sụp nghềnh đón. Giả tĩnh và Hiểu Duy xuống xe. Hiểu Duy đập tưng phát hiện hoàn nhân Vân Sam không ở trong số đó, nghi vẫn nhìn thành tử nghĩa. Thành tử nghĩa lắc đầu, Hiểu Duy không nói gì. Thế mẹ mình không ức chế mà đắc ý, trong lòng đã đoán được mấy phần. Giả tĩnh tiến đến, tự tay nâng thành tử nghĩa dậy. Lần trước đã nói với quốc công rồi, người giúp ta gìn giữ mở mang non sông đại minh ta cảm kích còn chưa hết sao còn để quốc công phải bái lễ về sau không cần nữa thành từ nghĩa đáp Thần thật xấu hổ đây vốn là việc cần phải làm quân thần chi lễ thần không dám không bái gia tĩnh cười tỏ nói hiểu duy rất giống ngươi thành từ nghĩa liếc liếc hiểu duy không ai cười cả gia tĩnh nhìn nhìn đám người hoàn nhàn công chúa đâu thành từ nghĩa tới thành phu nhân định nói gì liếc sang một cái. Thành phu nhân vội vàng cúi đầu, thành tự nghĩa nói. Lục trước nói đã hơi mệt nên đi nghỉ. Vi thần đã cho người đi gọi. Lại nói không ở trong phòng. Vi thần nghĩ đã đi lạc trong vườn. Sai người đi tìm rồi, xin vạn tuyết giả thứ tội. Giả tĩnh chỉ ư một tiếng. Vừa đi vừa nói chuyện nha. Hai người các ngươi ăn ở với nhau tốt chứ? Thanh tự nghĩa nói. Xin vạn tuyết giả yên tâm, rất tốt ạ. À? gia tĩnh đáp. Vậy là được rồi, nhưng phải đối tốt với nàng ta nữ tử xa xứ không thân không thích, các người chính là thần nhân của nàng ấy đấy. Thành Từ nghĩa đáp, vi thần thay phần xàm tạ ơn vạn tuyết gia Một đoàn người vào phủ tổng đốc, quản gia đứng một bên định nói lại thôi. Hiểu duy e vạn tuyết gia nhạy cảm, liền nói, quản gia, có cái gì cứ nói đi. Thành Từ nghĩa tưởng rằng gia tĩnh đang đi phía trước nên không biết được cuộc đối thoại giữa mình và hiểu nặc. Anh ở hiểu nặc vừa đi, gia tĩnh đã nói với ông ta, quốc công à, hiểu nặc đi đâu rồi? Thanh tử nghĩa vừa nghe, không dám giấu giếm vị vạn tuyết gia đang nghỉ này, vội bẩm báo thật thả nói. Hiệu nạc bảo biết hoàn Nhân vân sam đang ở đâu, nên vị thần để con bé đi tìm rồi ạ. À? Giả tĩnh không tin hỏi. Mọi người đi tìm đều bảo không thấy, sao một mình hiểu nạc có thể tìm được? Có phải người và hiểu nạc giấu trẫm chuyện gì không? Không muốn trẫm biết phải không? À, hiểu dĩ bước lên nói. Vạn tuyết gia, hay chúng ta đi theo hiểu nạc xem thử, chẳng phải sẽ biết sao? Thành phu nhân ở bên cạnh vội vàng nói được. Thành tử nghĩa không dám ngăn, biết điều duy muốn gỡ bỏ nghi ngờ của vạn tuyết ra với mình, cũng đành gật đầu đi theo. Giả tính tất nhiên cũng muốn biết thành tử nghĩa còn nói dối mình hay không. Thế hiểu duy nói thế, bèn quát tay để thành tử nghĩa dẫn được. Thành tử nghĩa đành bất chấp khó khăn dẫn mọi người đi theo hiểu nặng. Hiểu đặc tới viện phía đông, đầu tiên là đi tìm ở trong các phòng, quả nhiên không thấy bóng dáng của hoàn nhàn vân sam. Đi ra bên ngoài phòng, đứng nhìn một lượt, nhún mình nhảy lên, bay tới trên một đỉnh óng mát đứng trên nóc viện mà quan sát đã tìm được hoàn nhàn vân Sam, đang ngủ ngon lành rất nhanh chóng hiểu nặc nở nụ cười phì thần đậu xuống bên người nàng ta nhẹ nhàng bóp lên mũi của nàng ta rất nhanh hoàn Nhân vân Sam tỉnh lại mở mắt nhìn hóa ra là hiểu nặc đang đứng một bên mà cười còn đang mơ hồ nhìn quanh bốn phía mới nhớ ra mình đang ở trên nóc nhà cũng không nhịn được mà bật cười hiểu nặc sao cô biết ta ở trên nóc nhà chứ vì khi ta không vui hoặc có tâm sự thì sẽ lên nóc nhà ngồi có lần ta ngủ trên nóc nhà cũng giống như cô bây giờ cả nhà đang đi tìm chúng ta đấy sau đó lại bị tiếng gia nhân đánh thức nên mới biết bản thân ngủ quên mất hoàn nhan vân sam ngại ngùng nói chẳng qua ta hơi buồn ngủ ai dè lại ngủ thật hiệu đặc vỗ vai hoàn nhan vân sam rồi nói được rồi mau xuống đi Bạn tuyên gia tới rồi mọi người đang tìm cô khắp nơi đấy hoàn nhan vân sam nghe xong lại hỏi Vạn Tuyết gia sao lại tới đây? Hiệu Nặc đang muốn nói. Đột nhiên thấy dưới phòng có người nói chuyện. Ngó ra xem thì quả nhiên là cha mình dẫn vạn tuyết gia và những người khác đi cùng tiến vào viện phía đông. Đang nhìn quanh quất bốn phía. Hiệu Nặc cuống lên với hạ giọng. Xong rồi, xong rồi. Nhạc tào tháo đã tào tháo tới ngay. Hoa nhân vân Sam đứng đền nhìn. Quả nhiên bên dưới toàn là người. Che miệng cười. Hiệu Nặc ra hiệu bảo nàng ta cười nhỏ một chút. Nằm người hoàn nhân vân sam và phụ nữ trung nguyên được dạy dỗ khác nhau, đã quen cầu thả tùy tiện rồi, không cảm thấy như vậy không hay, ngược lại còn quá to với đám người bên dưới. <laughs> Ta ở trên này này. Mọi người nghe thấy tiếng ngẩng lên nhìn, nhất thời giật mình. Mạnh thiên sở thấy giả tính đến thế đều kinh ngạc, sự cá tính của hoàn nhàn vần xàm sẽ gây phiền toái. Màu trong nói, thành phu nhân, người mau xuống đây, trên đây nguy hiểm lắm. Hiệu nạc thông minh vội xuống theo hướng khác, Giật nhanh đã trốn lẫn vào trong đám người. Thành phu nhân thấy giả tĩnh không vui, đứng bên thêm mắm giảm muối. Thật là, một người đã thành thân rồi, mà cứ cả ngày không có quy tắc như thế, nói ra thật mất mặt. Hoàn nhân Văn Sam nghe Mạnh Thiên Sở nói, thấy hiểu duy không cần nháy mắt với mình, mới nhún mình nhảy xuống, đi đến chỗ giả tĩnh hành lễ. Hiểu duy mỉm cười giải thích, bạn tuế ra, Vân Sam lớn lên ở dị vực từ bé, không câu nệ quá, thực ra cũng không có gì không tốt. Cũng mày chưa có vượt khỏi khuôn phép, ngài thấy sao? Gia tĩnh chỉ ừ một tiếng rồi đáp. Người bình thân đi. Cảm ơn vạn tuyết gia. Gia tĩnh chỉ lên nóc phòng, nói với Hoàn Nhân Vân Sam. Người ở trên đó làm gì? Hoàn Nhân Vân Sam nhìn nhìn thành tử nghĩa và mạnh thiên sở. Thấy họ nháy mắt với mình, nghĩ một lát rồi nói. Mấy ngày trương thần thấy một con én gãy cánh bị rơi xuống, bèn thả nó đi. Hôm nay hơi lo cho vết thương của nó, nên mới thử đi lên xem thử. Gia tĩnh nghe xong, rốt cuồng cung độ ra một nét cười, sau này đừng làm thế nữa. Thành phu nhân nói đúng, dù sao người cũng đã thành thân, cứ thế để hạ nhân nói ra ngoài, mặt mũi quốc công cũng không vẻ vang gì. Họa nhân Vân Sam vẫn cúi đầu nhận, sau đó hiểu gì nói. Vạn tuê ra, trời nóng quá, đã tìm được Vân Sam rồi, chúng ta vào phòng nghỉ một chút đi. Giả tĩnh nói, cũng được, chúng ta cùng đi thôi. Mọi người đi về phía viện, Thanh Tử Nghĩa đi tới chỗ thành phu nhân, nói nhỏ nhỏ. Nếu bà còn chen thêm một lời, sẽ khiến bà hối hận cả đời đấy trong lòng thành phu nhân run lên biết được tầm từ của thành tử nghĩa bây giờ đều đặt trên người phụ nữ trẻ tuổi này muốn đuổi cô ta đi khỏi phủ tổng đốc không hề dễ nên cúi đầu không dám nói gì đợi thành tử nghĩa đi rồi mới oán hận nhìn hoàn nhan phân giam đang cười hi hi ha ha bên cạnh hiểu duy hai tay không khỏi siết chặt lại sau đó Mày thầy hứng chí của vạn tuế ra khá tốt ông chủ vui vẻ thì người dưới làm việc cũng thuận buộc xuôi gió một chút. Chẳng qua là tìm một vài tiết mục mà vạn tuyết gia yêu thích như đá cầu, tầng bóng, đánh đu. Nên là vạn tuyết gia thích thì sẽ có người dũng cảm lên trước đùa cho vạn tuyết gia vui lòng. Trong đó trừ mại thiên sở và sáu phu nhân của hắn, tất nhiên có cả hoàn nhan vân sam. Tuổi tác của hoàn nhan vân sam chẳng qua cũng xem xem với hiểu duy. Đang là đúc hàm trời ham vui, giải từ ham vì tị hiềm nên không xuất hiện. Vạn Thế Gia biết mình không được gặp đàn bà mang thai, nên trước tiên sai Mạnh Thiên Sở bảo Phi Yến trở về ở chỗ giải từ hàm. Hai người cũng tiện bầu bạn với nhau. Mọi người chơi đùa vui vẻ sảng khoái. Bàn đu dây của Hiểu Duy đừng đàn bà con gái chơi nhiều nhất, đùa được cao nhất. Ông tay áo tung bay dễ mặt trời. Cùng với tiếng cười và cổ vũ của mọi người, độ cao của Hiểu Duy càng ngày càng tăng. Nàng vui vẻ cười. Mọi người ở dưới đều cổ vũ cố lên ngay cả gia tĩnh cũng bị ảnh hưởng, lớn giọng hoàn hồ. Và lúc mọi người đang chìm đắm trong niềm vui, đột nhiên dây thừng bàn đù dày bị đứt. Mọi người trông thấy Hiểu Duy bị văng ra xa như một quả cầu. Đào bà ở đằng xa dùng tốc độ nhanh nhất xông về hướng bay của bóng người kia. Trên môi mọi người vẫn còn một chút ý cười, chưa kịp kêu lên. Và hô cứu thì mọi người đều đã xảy ra rồi. Xảy ra quá đột ngột, khiến ai đấy không kịp trở tay. Tại một bụi vạn niên cách đó là mọi người đều đứng độ hơn mười thước vang lên một tiếng trầm đục rầm rầm hình như có vật gì đó nặng nề rơi xuống gia tĩnh là người đầu tiên phản ứng kêu to người đâu bây giờ thì vệ mới xông lên gia tĩnh chạy ra ngoài thực ra mạnh thiên sở đã hiểu ra rồi nhưng hắn thấy vạn thuê ra đã chạy như bay tới bản thân cũng gắng bước chậm lại đi theo sau cơ hồ cùng tốc độ với thành tử nghĩa khi mọi người vọt vào lùm cây hiệu duy đang nằm trên đất đà bà quỳ bên cạnh với vẻ mặt áy náy giả tĩnh sững người rồi lao lên tựa như nhào vào người hiểu duy hiểu duy dường như đang ngủ khoai miệng có một dòng máu tươi chảy ra tóc tài tán loạn sang mặt trắng bệch. giả tĩnh mới gọi to thiền sư thiên sư người mau tới xem tới xem xem tả dạy âm nghe xong vội vàng lên mắt mạch trước rồi vạch mắt hiểu duy ra xem sau đó đưa tay lên mũi hiểu duy kiểm tra hơi thở giả tĩnh không nhìn được hỏi thế nào rồi tả dạy âm nhìn giả tĩnh ta độ lộ trên mặt đã khiến giả tĩnh hiểu ra. Ngài gầm nhẹ một tiếng, đẩy đa ba ra đất một cách thổ bạo. Chỉ vào hắn, tên cẩu nô tài này, trẫm nuôi người làm gì? Người, người đâu? Màu đưa tên đô tài này xuống, chém, chém cho trẫm. Mọi người kinh sợ, thậm chí ngay cả hoàn nhan vân Sam mới nghe câu này, đang muốn sông lên trước. Hiệu nặng đứng sau đã ngăn lại, trưng trưng mà nhìn nàng ta, hạ giọng nói, bình tĩnh. Hoàn nhan vân Sam không hiểu vì sao, và lúc này hiểu nặc đã thấy chị gái của mình bị như vậy mà còn có thể bảo mình bình tĩnh nhưng bản thân không thể nhìn người đàn ông mình yêu bị đạo hoàng đế già ngu ngốc này tức giận chém đầu đạo bằng chết rồi bản thân của nàng cũng không sống nổi nghĩ tới đây hoàn nhân vân Sam dãy rụa, nhưng dù sao hiểu nặc đã học võ công ở chỗ ẩn tố tố một thời gian hai người thầm lôi kéo nhau cho tới khi thành tử nghĩa đột nhiên cao khóc mới khiến họ ngừng lại thành tử nghĩa quỳ trước mặt hiểu duy khóc giống lên lúc này mọi người mới lấy lại thần trí. Thành phu nhân cũng đi tới trước mặt Hiểu Duy, quỳ xuống khóc to. Trong một lúc, mọi người khóc ầm lên, tả sẽ ầm lớn tiếng. Cả người khóc cái gì? Giả tĩnh nói, hiện viên nương nương đi rồi, sao mọi người không thể khóc chứ? Tả sẽ ầm nói, ai bảo nương nương đi rồi, chẳng qua là ngất đi thôi. Có thể là lần đầu, đầu bị đập xuống đất, nên hơi thở mới yếu ớt. Các người lại nghĩ cái gì vậy? Giả tĩnh nghe xong hai mắt sáng lên, thì vệ bên cạnh đã giữ lấy đào bà, chuẩn bị lôi đi xử lý. Tả dạy âm mới nói, bạn thuê ra, người nhìn tư thế của đường đường đã biết, nếu không phải đào bà, giữ bằng hai tay, sau đó mới rời xuống, có thể thường thế còn nặng hơn. Đào bà đã tận lực rồi, bành nhanh như thế, ai cũng không có cách nào cả. Đào bà phản ứng nhanh đến vậy, tới trợ giúp một tay đã là vô cùng đáng quý. Mong bạn thuê gian nhìn vào cách làm người quan hậu của nương nương mà tha choán một lần. Giả tính tay hiểu Duy không hề rời mình mà đi, hơn nữa nghe tạ dây âm nói đào ba không chỉ không sai mà còn có công bèn nghe lời nàng ấy bảo thị vệ thả đào ba ra đào ba vội vàng quỳ xuống tạ ơn hoàn nhân vân sang bên kia đã mất hồn mất vía này thầy đã thoát khỏi hiểm nguy suýt nữa thì ngất trong lòng của hiểu nặng hiểu duy không có chết với nhiều người hiện trường mà nói khó lòng tránh được tai nạn tạ dây âm điều mình cứu đào ba khiến cho hắn cảm động đến rơi nước mắt không nói đến mấy lời này nữa hiểu duy được cẩn thận đưa về phủ mạnh thiên sở là tả sai âm yêu cầu nàng nói từ mình đến trị liệu không có tiện. gia tĩnh tuy nói là không đỡ bỏ nhưng là bây giờ hiểu duy bất tỉnh nhân sự thái y cũng xem qua rồi chứng minh tả sai âm không có nói sai thái y là một kẻ khôn khéo nhưng lúc thế này tự nhiên sẽ không chủ động đi giết giặc phòng trường hợp đầu mình rơi bất cứ lúc nào người nào không biết vạn tên ra hỉ độ vô thường một câu nói không đúng rất có thể bay đầu như chơi cho nên phải hiểu giữ mình là hơn. Đã thấy nhiều thái y trong cung tự biến mình thành thằng ngu. Cái lúc thế này, thu mình lại, đứng ngoài mới là thông minh. Ngay khi mọi người sắp đi khỏi phủ tổng đốc, đột nhiên trước mặt gia tĩnh, thành phu nhân sai quản gia đi thăm dò gần đây có ai di chuyển cái xích đu không. Mọi người cảm thấy ái náy. Ý này của thành phu nhân rất buồn cười. Bởi không ai biết, bạn thế gia sẽ tới chơi. Cũng không ai nghĩ hiểu duy sẽ chơi xích đu. Hơn nữa, không anh ngờ được hiện phi đường đường lại ngã khỏi xích đu như thế. Nhưng thành phu nhân đột nhiên nói muốn điều tra. Vậy mà gia tính nói điều tra là đúng. Trà ra rồi, nhất định phải phanh thay xé xác kẻ đã hại phi tử mình yêu thương nhất. Hơn nữa, còn để cho tự thành phu nhân tra rõ việc này. Thoáng một cái, thành phu nhân có sức sống trở lại. Ánh mắt nhìn thành tử nghĩa cũng thay đổi. Giống như mình mới là người cực kỳ có uy quyền ở phủ tổng đốc. Được một lúc, mọi người vốn đã bình tĩnh trở lại thì lại hoảng sợ. Trong lòng ai cũng cầu khẩn, đừng trở thành quỷ chịu oan, bị đôi ra chặt đầu. Đợi đám vạn tuê già cùng mạnh thiên sợ đi rồi. Ngoài cửa chỉ còn lại thành tử nghĩa và thành phu nhân. Thành tử nghĩa quay người chỉ vào thành phu nhân, nổi giận đùng đùng mà nói. Người uống nhầm thuốc à? Vạn tuê già đã không truy cứu. Có phải người muốn làm âm lên, gà cho cũng không yên, thì người mới vừa lòng không? Thành phu nhân hất nhẹ tay của thành tử nghĩa, mọc khăn ra đào khóe miệng không đếm xỉa tới đời thành tử nghĩa. Lão già, nếu như ta nhớ không lầm, hai ngày trước, người với vần xàm yêu quý của mình ngây ngất lên mây ở cái xích đu vừa rồi hiểu gì trời đấy. Thành tử nghĩa thấy thành phù nhân nhắc như vậy, mới đột nhiên nhớ lại hai ngày trước. Tâm tình của hoàn nhàn vần xàm không tốt, muốn làm cho nàng vui, nên thật sự đã đưa nàng đến chỗ xích đu hiểu gì vừa chơi, ngồi đu đưa. Chẳng lẽ vì sức nặng của hai người mà mòn cả dây thừng, khiến hôm nay con gái của mình bị thương khi dây thừng đột ngột đứt. Thanh Tử Nghĩa đã hiểu, có trách thành phu nhân đột nhiên nói muốn trả rõ việc này. Thanh Tử Nghĩa nhìn thành phu nhân đứng trước mặt mình, tự dưng hắn cảm thấy nữ nhân đồng cam cộng khổ với mình 20 năm, trận thành xa lạ. Hắn rút đùi hai bước, thành phu nhân cười lạnh, nhìn sắc mặt của thành Tử Nghĩa thay đổi, uốn éo đi qua mặt thành Tử Nghĩa. Người đứng lại đó cho ta. Thành phu nhân đứng lại thật. Thành Tử Nghĩa đi ra phía trước, giữ chặt cánh tay thành phu nhân, thành phu nhân nhíu mày lớn tiếng nói người làm ta đau mà buông ra thành tử nghĩa không để ý đến lời thành phu nhân nói hắn không nói gì lùi luôn thành phu nhân đến thẳng thư phòng của mình đóng cửa lại lúc này mới buông thành phu nhân ra thành phu nhân nước mắt lã chã rơi vùng tay áo lên mà nhìn nhìn cánh tay bị đôi đã tím bầm rồi người xem người làm bầm tay của ta rồi thành tử nghĩa không để ý đến thành phu nhân đang ấm ức dồn thành phu nhân đến góc tường mặt gần như chạm đến chóp mũi của thành phu nhân thành phu nhân sợ hãi cảm thấy nam nhân trước mặt mình đã bị mình chọc giận nhưng sau khi nghĩ lại lại mỉm cười đứng dậy thành tử nghĩa phận uất nói người cười cái gì thành phu nhân lau nước mắt trên mặt ta cười người đang sợ hãi thành tử nghĩa đáp ta sợ hãi cái gì thành phu nhân đối diện với chồng mình bà tự nói với mình bây giờ mình ở thế thượng phong người nam nhân này sẽ phải cầu xin mình cho nên không cần phải sợ hãi Nghĩ tới đây, ba ngẩng cao đầu nói, người sợ mà đi tiểu yêu tinh kia. Thanh tử nghĩa cố nén phẫn nộ trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói, nàng với ta và ngươi là mỗi một nhà, không phải tiểu yêu tinh gì cả. Thanh phu nhân nghe rồi thẳng tay tát thanh tử nghĩa một cái. Thanh tử nghĩa sợ hãi, đẩy thành phu nhân xuống ghế. Thanh phu nhân ngồi không có vững, suy nữa ngã ngồi xuống đất. Bà cũng tức mình, đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Thanh tử nghĩa kéo thành phu nhân lại quát lớn, người muốn đi đâu? Thành phu nhân cười lạnh nói, người không nghe thấy vạn tuế gian nói, muốn tra rõ việc này à? Nếu như ta biết, thì phải nói mới đúng đạo. Thành tử nghĩa nghĩ một lúc, đột nhiên buông tay thành phu nhân ra. Người muốn ta cầu xin ngươi à? Thành phu nhân nói, người có thể không làm việc ấy. Thành tử nghĩa mềm nhũn người, đi đến cạnh thành phu nhân khẩn khoản. Nếu như người nói, không riêng gì Vân Sam, hôm đó có ta cũng ở xích đu với nàng, ta cũng sẽ bị phạt. Nếu như thành gia không có ta, ngươi cảm thấy ngươi đã thắng ra à? cho dù là ta cầu xin ngươi thì vẫn không nên gây chuyện thành phu nhân cười Người nói không phải là không có lý để ta tha nàng không phải là không thể thành tử nghĩa đang định nói lời cảm tạ thành phu nhân đột nhiên nói trừ phi để nàng ta rời khỏi thành ra là tốt nhất thành tử nghĩa ngạc nhiên bà nói gì thành phu nhân nhìn gương mặt kinh ngạc của chồng mình cười đắc thắng nếu như người không muốn nàng chết thì phải để cho nàng rời khỏi thành ra Thanh Tử Nghĩa thật không ngờ mục đích của thành phu nhân là vậy. Mặt hắn ỉu dìu xuống. Có phải người còn muốn để tử hàm cũng đi luôn không? Thành phu nhân đáp. Người không nên nghĩ ta nghĩ vô tình vô nghĩa như vậy. Nếu như thực sự người không nỡ bỏ hoàn nhan vân sam, vậy hãy để cho tử hàm đi là được. Chỉ có thể để lại một người. Tự người cần nhắc đi xử lý. Thành tử nghĩa khép nép khúm đúng đi đến trước mặt thành phu nhân. Một hay hai người có gì đã khác nhau đâu. Nếu ta để vân sam đi, chẳng phải là phạm vào tội khi quân ư thật lòng mà nói thành phu nhân không muốn đuổi giải từ hàm đi để giữ hoàn nhan vân sam lại bà nghe hiểu suy phân tích biết rõ giải từ hàm không phải là người uy hiếp mình nhất nữ nhân kia cũng giống như mình đã yếu như hoa cúc rồi nhưng không giống hoàn nhan vân sam đường độ xuân sắc như đoán mẫu đơn mỗi lần trông thấy ánh mắt của thành tử nghĩa nhìn tảng ta lòng thành phu nhân đầu chỉ đảo cắt bà nghĩ ngộ nhỡ thành tử nghĩa vô tình vô nghĩa đuổi giải từ hàm đi giữ hoàn nhàn vân xăm lại như vậy mình còn phải bày bưu tính kế đối phó với tiểu yêu tinh này nữa đổi đi một người là một người thành phu nhân có nhiều thời gian sức lực dẫu sao thì nam nhân này cũng đã hết thương mình rồi gượng gạo sừng vợ gọi chồng bằng mặt không bằng lòng từ lâu nhưng như vậy còn hơn thành phu nhân không muốn tiểu yêu tinh kia lướt qua lướt lại trước mặt mình với cái điệu cười hôm đó thành từ nghĩa thấy thành phu nhân không nói câu nào cho rằng bà đang do dự trong lòng nên nói tiếp. Ta biết rõ, người luôn là người thiện tâm khoan dung. Nàng có cái gì không đúng, sau này ta sẽ bảo nàng sửa. Người cho nàng một cái cơ hội có được không? Thành phu nhân sắc mặt không đổi. Vậy thì để giải từ hàm của người đi thôi. Dù sao, đã nhiều năm như vậy rồi, có vào thành ra hay không cũng không quan trọng nữa. Nhưng bây giờ giải từ hàm đã mang cốt nhục của thành gia chúng ta. Ta thấy người không nên tuyệt tình như vậy. Thành tử nghĩa không thể tự nhiên nói mấu chốt vấn đề là giải tử hàm mang thay là giả. Nói ra, không chỉ không bảo vệ được giải tử hàm và cả hoàn nhân Vân Sam, mà ngay cả tính mạng của giải tử hàm cũng khó mà giữ được. Thành từ nghĩa thấy thành phu nhân rất khoát như thế, bèn nghĩ một hồi. Ta với người dù sao cũng là vợ chồng một thời gian, người có thể nương tay được không? Thành phu nhân duỗi tay ra. Được, niệm tình vợ chồng ngày xưa, người cho ta suy nghĩ một ngày. Nhưng cho dù ta có thể chờ, vẫn thế ra chưa hẳn đã đồng ý chờ. Nói xong, đứng thẳng lưng, kiều hãnh bước ra khỏi cửa. Thành tử nghĩa thật không ngờ, thành phu nhân tuyệt tình đến như vậy. Xem ra đã ủ mưu đuổi hoàn nhan vân sam khỏi thành gia từ lâu. Nhưng vẫn luôn chờ thời cơ. Hôm nay thời cơ đã đến, tất nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để nhổ cái đinh trong mắt này. Nghĩ tới đây, thành tử nghĩa co ro ngồi trên ghế. Lúc này, có một người đi đến, tiếng bước chân rất nhỏ. Khi đến gần thành tử nghĩa ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là giải từ hàm thành tử nghĩa yêu ớt cầm tay giải từ hàm phát hiện tay giải từ hàm lạnh buốt lại nhìn mặt giải từ hàm thấy mặt nàng đẫm lệ thành tử nghĩa vội vàng đứng dậy hoảng sợ hỏi tử hàm nàng làm sao vậy giải từ hàm lao vào lòng thành tử nghĩa nghẹn ngào nói tử nghĩa hãy để cho ta đi đi thành tử nghĩa nâng giải từ hàm dậy nhìn ánh mắt của nàng u uất nàng nói cái gì thế giải từ hàm nhỏ lệ tử nghĩa không phải ta cố ý nghe người nói với phu nhân nói chuyện đâu nhưng ta người hãy nghe ta nói vân sam không chỉ là phu nhân của ngươi còn là đảm bảo cho lượng quốc hữu hảo không thể bởi vì một nữ nhân mà thành khiêu chiến được lúc ở kinh thành người đã nói thế cho nên thành thường nghĩa thật không ngờ giải từ hàm hiểu lý lẽ như vậy ôm từ hàm vào lòng rồi nói từ hàm khó khăn lắm chúng ta mới ở bên nhau ta làm sao có thể để người rời xa chứ Sai Tử hàm muốn cười nhưng cuối cùng cũng không cười nữa, nén lại nỗi đau trong lòng. Tử nghĩa, ta biết người tốt với ta, nhưng phù nhân không tha cho ta. Ta nghĩ nàng cũng không phải đã là muốn làm khó ngươi, chỉ là dùng vân sam để đạt được mục đích đuổi ta đi. Thành tử nghĩa nói, tử hàm, người sai rồi, nàng không thích vân sam, ai đấy đều thấy. Người cho rằng người đi rồi, nàng sẽ bỏ qua cho vân sam mà. Chúng ta hãy nghĩ cách, người không được nghĩ đến chuyện đi, ta không cho phép người đi tử nghĩa, ta không muốn làm có ngươi. Không được suy nghĩ bậy bạ, còn chưa tới lúc kinh khủng nhất, ta sẽ không để cho nàng thực hiện được mục đích. Ngươi cũng đừng nói gỡ, ta sẽ không để ngươi rời xa ta. Tử nghĩa à? Nghe lời đi, ngươi yên tâm ở nhà, ta đi tìm mạnh thiên sở thường lượng một chút. Ta không dám ở nhà một mình đâu, ta sợ. Ừ, cũng được, vậy cho ngươi với Vân Sam cùng đi với ta. Phu nhân bên kia, không cần để ý đến nàng ta, đi thôi chúng ta đi luôn bây giờ. Một lúc sau tại mạnh phủ, Hiệu Duy nằm yên trên giường. Tả dây âm, công tôn cư, còn con liễu nhi ở trước giường. Mọi người được đi ra ngoài. Ngoại trường mạnh thiên sở cùng hạ phượng nghi, hiểu nặng. Mạnh thiên sở nói, dài âm, thật sự là nghiêm trọng lắm à? Vừa rồi vạn tuyết ra ở đây, ta không dám hỏi. Tả dây âm gật đầu nói, cũng mày đào bà kịp thời ngăn được, nếu không quả thực đã chết đấy. Mạnh thiên sở đi đến trước giường, sao như đã ngủ rồi vậy? công tôn cư đáp, chủ yếu là đầu chạm vào đất, sau đầu có một cục sưng to, trong sọ có khả năng bị tụ máu, chèn vào dây thần kinh, nên mới thành ra như vậy. Ta với tam phụ nhân bàn bạc một chút, tay nghề châm cứu của liễu nhị cũng khá, để xem có thể châm cứu làm tan máu tụ không. Thế nhưng mà... Liệu gì tranh thủ thời gian khoát tay nói, không được, thật sự ta không làm được, trước giờ gì châm cứu ở vai khớp, đầu là chỗ liên quan đến mạng sống, ta không dám, lão ra, van người đấy, liệu gì không dám đâu. Mạnh thiên sở nói, ta cũng băn khoăn như thế. Tả dây âm đáp, thiên sở, bây giờ chúng ta cần người hỗ trợ. Mạnh thiên sở ngạc nhiên nói, ta sao, ta giúp người thế nào, ta không hiểu gì cả. Hiểu nặng cất tiếng nói, thiên sở, ý của giai âm là trước kia, người làm khám nghiệm tử thi, người hiểu cấu trúc cơ thể người hơn tả giai âm và công tôn tiên sinh, người có thể dùng kiến thức của mình để nói cho họ biết một số thứ bọn họ cần biết. Công tôn cư gần đầu tán thành nói, lục phu nhân nói đúng, ý của bọn ta đúng là như vậy. Mạnh thiên sở nghĩ nghĩ rồi nói, nhưng mà... Tả dèm đáp, ta cũng đã nói thẳng với vạn thuế gia, đường đường bị thương rất nghiêm trọng. Thay y cũng nói, khả năng cứu sống chỉ có ba phần. Vạn thuế gia tuy nói là cứ dốc toàn lực đi, nhưng không nói, nếu như không được sẽ trị tội, cho nên... Mạnh thiên sở thở dài một tiếng, tuy vạn thuế gia cũng không nói gì, nhưng ta biết, nếu như chúng ta thất bại, bạn thuê ra khó mà không làm khó dễ chúng ta Tạ diêm nói vậy làm sao bây giờ mới được mạnh thiên sở ngồi trước giường nhìn nhìn thân sắc an bình của hiểu duy cầm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng ta cũng không biết làm thế nào mới tốt ngoại trừ châm cứu còn có cách nào tốt hơn không công tôn cư nói không có bởi vì nghe đao ba nói lúc ấy hắn chẳng qua đỡ được nương nương chỉ là trên thân thể mà thôi nhưng do vận tốc trời quá nhanh nên trượt khỏi tay thân thể theo trên tay trượt ra đầu mới đập xuống đất nhưng bộ phận khác trên cơ thể tam phụ nhân đã xem qua rồi nó là không có tổn thương gì ngay cả chảy ra cũng không có như thế xem ra là sau đầu mới bị thương mà còn là trọng thương ngoài cửa nhị đoá nhỏ giọng còn một tiếng lão ra mạnh thiên sở đứng dậy mở cửa đi ra ngoài có chuyện gì nhị đoá đáp lão ra tổng đốc đại nhân cùng hai vị phu nhân đã tới mạnh thiên sở nói hai vị phu nhân ư nhị đoá đáp nhị phu nhân cùng tam phu nhân. Mạnh thiên sở nói, bảo bọn họ đến phía trước sảnh chờ ta, ta đi ra ngay đây. Theo chị đoá đi rồi, Mạnh thiên sở quay đầu lại nói, ta đi một chút rồi quay lại ngay. Hiệu nặc tiến lên, ta cũng đi theo chàng. Mạnh thiên sở gật đầu, thế tả say âm với công tôn cư không cách nào xoay sở. Mình cũng không biết làm thế nào mới ổn, mang theo hiệu nặc hướng phía trước sảnh đi đến. Cái gì? Tại sao lại như vậy? mạnh thiên sở mặc dù biết hiểu duy với mình tính kế mượn tay thành phu nhân để mà cho hoàn Nhan vân sam rời khỏi thành gia nhưng thật không ngờ thành phu nhân vậy mà lại nhẫn tâm không chỉ muốn cho hoàn Nhan vân sam đi khai còn muốn giết người mạnh thiên sở không thể cho thành tử nghĩa mưu kế của mình và hiểu duy biết được tuy nhiên hoàn Nhan vân sam cũng biết mạnh thiên sở cùng hiểu duy muốn giúp mình nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy cho nên cũng ủ rũ Thanh Tử Nghĩa thấy Mạnh Thiên Sở rất kinh ngạc, thở dài một tiếng. Cho nên mới muốn dẫn Tử Hàm với Vân Sam tới tìm ngươi và Tam Phu Nhân thường lượng đối sách. Hoàn nhăn Vân Sam cất tiếng nói, Tử Nghĩa, hãy để cho ta đi thôi, ta sẽ không nói cho ca ca ta biết, cũng sẽ không để vạn tuyết ra biết, ta ẩm thầm rời đi là được. Thanh Tử Nghĩa sừng sốt, thật không ngờ hai nữ nhân mình yêu thương lại thông tình đạt lý đến như vậy, vì không muốn để cho mình khó xử mà tự nguyện rời khỏi thành ra điều này làm cho thành tử nghĩa càng thêm cảm động. Tuy nhiên, hắn không biết hoàn nhân vân sam thật sự muốn đi nên đã nói: Vân sam, ta sẽ không để cho nàng rời xa ta đâu. Mạnh thiên sở thấy thế thì nói: dạy âm ở trong phòng của hiểu duy không thể tới đây. Không ngờ có chuyện như vậy. Hiện tại ta cũng không biết làm sao cho phải. Thành tử kiện nói: Chuyện của hiểu duy thật sự làm khó cho ngươi và tam phu nhân ngươi. Mạnh thiên sở nói: Thái sơn đại nhân không nên nghĩ như vậy. Có thể nói, việc chúng ta phải làm, nhưng chuyện của người lần này có thể thương lượng đã với thành phu nhân không? Nhiều đặc đáp, lục trường ta không biết cha và tự hàm có ân tình cũ, thiên sở không nói cho ta biết, có lẽ cũng đã lo lắng ta cản trở. Bây giờ ta đã biết rồi, cũng đã đi làm vợ người ta rồi, đã hiểu một ít chuyện của nữ nhân trên tình trường. Ta là con gái, không có tư cách nói nhiều, nhưng mẹ ta làm như vậy, không riêng gì hại Vân Sam, mà còn hại cả thành gia chúng ta thực sự là không sáng suốt. Mạnh thiên giờ nói, việc cấp bách là phải nghĩ cho một sách được vẹn toàn. Nói xong, nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Vân Sam. Hoàn Nhan Vân Sam hiểu ý, nói ngay, trước này ta với phu nhân không hợp tính, cũng do Hoàn Nhan Vân Sam ta vì mình không vì người. Hôm nay phu nhân có được cơ hội này, tự nghĩa ta không muốn người khó xử, vì thành ra, vì tiền đồ của ngươi, ta thấy ta vẫn nên đi thì hơn. Thành tử nghĩa nói, nàng không cần phải nói, ta sẽ không làm việc tiểu nhân đó đâu hy sinh một mình nàng để cả nhà yên ổn nàng định để thành tử nghĩa ta trở thành con người như thế nào mạnh thiên sở và hoàn nhan vân sam càng như vậy thành tử nghĩa càng không đành lòng làm tiểu nhân vì lợi ích của mình hy sinh hoàn nhan vân sam nghĩ tới đây mạnh thiên sở nháy mắt với hoàn nhan vân sam ra hiệu cho nàng ta đừng nói tiếp nữa mạnh thiên sở đợi hoàn nhan vân sam ngồi xuống mới nói nhạc phụ có cách nào hay sao Giải từ hàm không đợi thành tử nghĩa trả lời, lại nói luôn, nếu có cách hay thì sẽ không tìm mạnh đại nhân nữa, hay hiểu duy đã thế này, phu nhân, bà ấy... Mạnh thiên sở nói, hay là thế này, đầu tiên là ổn định đại cảm xúc bên này, đợi vạn tuế ra đi rồi hãy nói. Thành tử nghĩa đáp, dấu thế nào được? Bên ngoài bỗng có người nói, diễn bộ vở kịch cho thành phu nhân xem. Mọi người ngoảnh lại nhìn, thì ra là tả sai âm. Mạnh thiên sở đứng lên đón, nói nhỏ nhỏ, sao nàng lại tới đây? Tạ dạy âm mỉm cười nói, nhị đó bảo có thể ở đây cần tới thiếp. Chỗ đường đường tạm thời đã có công tôn tiên sinh và đều gì chăm sóc, thiếp sang đây xem thử. Mạnh thiên sở và tạ dạy âm ngồi xuống, thành tự nghiện nói, tạm phu nhân trước này đàm mưu túc trí, lần này lại cần tới phu nhân đưa ra ý kiến. Tạ dạy âm nhẹ nhàng xua tay, cuộc cổng quá khen rồi, chú ý của ta chưa chắc đã tốt, bây giờ quan trọng nhất là ta rất muốn biết Sốt cuộc thành phu nhân muốn đuổi ai đi? Nếu chỉ là công chúa Vân Sam, với quốc công và giải tử hàm về với nhau cũng là một chuyện tốt. Nếu như là hạng bề ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không sao. Vậy nếu Vân Sam đi rồi, cuối cùng tử hàm cũng bị thành phu nhân đuổi đi. Chẳng phải Vân Sam hy sinh vô ích sao? Nếu như thành phu nhân không chấp nhận một ai, cũng có thể nhất tiễn xong điều lắm. Thành tử nghĩa nghe lời này, lập tức giận dữ. Bà ta trước giờ đều ích kỷ như thế, nếu ta không coi trọng tình nghĩa vợ chồng bao năm đã sớm hiểu nặc cuống lên không đợi thành tử nghĩa nói hết câu đã bảo cha cha ơi người không thể làm thế được thành tử nghĩa khoát khoát tay cho xong tả dễ âm nói hiểu nặc muội không cần phải vội quốc công chỉ nói vậy thôi thành tử nghĩa nói tam phu nhân phân tích đúng lắm bây giờ thú thực ta cũng không biết ý đồ thực sự của vợ cả của ta là thế nào tả dễ âm nói vậy chúng ta không thể dễ dàng đưa ra bất cứ quyết định gì cả công chúa vân sam lường thiện phu nhân tử hàm lại khoan dung nhưng không thể vì tránh làm khó quốc công mà lại khiến quốc công đau khổ thành tử nghĩa liên tục nói phải tả xem nói tiếp cho nên việc cấp bách là không phải để ai đi mà là phải làm rõ được ý đồ của thành phu nhân giải tử hàm nói tạm phu nhân um, cô nói phải lắm nhưng nếu phu nhân đuổi cả ta và vân sam thì sao tả xem nhìn thành tử nghĩa cười nếu thực là thế quốc công nên biết làm gì. Thanh tử nghĩa không hiểu, ý của tam phu nhân là sao? Tả dèm nói, đừng chờ thành phu nhân tìm vạn tuyết ra, ngài đi nói cho vạn tuyết ra biết ý của thành phu nhân đi. Thanh tử nghĩa nói, vậy còn chuyện bản đù đấy thì thế nào? Tả dèm nói, tất nhiên đã nói thẳng ra rồi. Hiểu nặng nói, không được, vậy cha và công chúa chẳng phải sẽ chịu tội sao? Tả dèm nói, hiểu nặng không cần lo lắng. Nếu thực sự chuyện tới nước ấy, vậy ta sẽ giúp quốc công một tay. Thanh Thử Nghĩa cảm kích vô cùng nói, đà tạ tam phu nhân. Tạ dễ nói, quốc công cách khí rồi, nói cho cùng, thiên sở là con rể của ngài, chúng ta đều là người một nhà, ngài thấy có phải không? Thành Thử Nghĩa nói, phải, phải lắm. Tạ sẽ âm nhìn mạnh thiên sở nói, bây giờ đương đương bất tỉnh nhân sự, chúng ta cần đi tìm một người dò thám tâm tư thành phu nhân, hiểu nặc, bội xem thế nào. Hiểu nặc bĩu môi, mọi người đều biết mẹ muội yêu thương chị của muội nhất đối xử với muội không tốt là bao muội không biết có thể hỏi được cái gì không tả xe âm ra hiệu cho hiểu nặc đi tới bên mình sau đó nói vào tay của nàng mấy câu hiệu nặc liên tục gật đầu sau đó nói được rồi vậy muội đi thử xem tả xe âm nói không phải thử bước tiếp theo phải đi thế nào thì trông cậy cả vào muội đấy hiệu đặc nghiêm túc gật đầu mạnh thiên giờ nói nếu đã như vậy quốc công và hai vị phu nhân về trước đi nếu không sẽ chọc giận thành phu nhân đấy. Hoa Nhân Vân Sam vô cùng lo lắng nhìn Mạnh Thiên Sở và Tạ Giai Âm. Tạ Giai Âm mỉm cười dùng ánh mắt kích lệ nhìn nàng ta. Nàng ta kẹt cắn môi đi tới bên cạnh Tạ Giai Âm, nàng muốn lên tiếng. Tạ Giai Âm đã giữ tay lại, âm thầm đám chặt. Hoa Nhân Vân Sam hiểu ra, nuốt lời đang muốn nói lại. Tiện nhóm thành tử nghiện đi rồi, hiểu nàng không đi theo mà bảo sảnh mãnh túc ngựa ra roi, đưa nàng tới phủ tổng đốc, vì tránh cho thành phu nhân nghi ngờ mạnh thiên sở và tả say âm hạ phượng nghi nhìn sang ngựa biến mất trong ngõ phố mới chuyển mình vào phủ mạnh thiên sở nói giai âm rốt cuộc nàng tính thế nào nụ cười của tả giai âm vừa rồi đã tàn biến nhìn mạnh thiên sở trầm chú nói thực ra tiếp nghĩ thành phu nhân hy vọng nhất chính là hai người cùng nhau biến mất ban đầu chúng ta dùng giải từ hàm để bà ta lựa chọn giữa vân sam và nàng ấy nay thành phu nhân không xuống tay với tử hàm bởi vì nàng ta có thai bà ta không dám vì lợi ích cá nhân mà không để ý tới huyết mạch nhà họ thành cô kỵ điểm này nên tạm thời từ hàm được an toàn nhưng chuyện này không thể giấu được quá lâu ba tháng sau là lộ ra rồi đến lúc đó nếu vạn tuyết ra chưa đi không chỉ giải từ hàm hay là quốc công cũng gặp vật đen mạnh thiên sở nói ta hiểu điều này nhưng cách ta cần là tính toán của nàng kia tả dây âm sầm mặt xuống nếu như không được chúng ta chỉ có thể để hoàn nhàn vần xăm tiếp tục ở bên quốc công không có thành phu nhân, có thể chẳng có chuyện gì đâu. Hạ Phương Nghi bị dọa cho sợ. Dài âm, ý của muội là gì? Tả sẽ âm nghiến răng. Muội đò đến lúc kéo cả thiên sở nhặt chúng ta xuống nước, vậy thì phiền phức, nên... Mạnh thiên sở ngắt lời tả dài âm. Không thể được, đây là mẹ ruột của Hiểu Duy và Hiểu Nặc, nàng không thể có cách tạm như thế. Tả sẽ âm nói, thiệp cũng không muốn đâu, đây chỉ là kế phút chót thôi. Mạnh thiên sở nói, hơn nữa, với cá tính của hoạn nhan vân sam tàn lò đến cuối cùng cô ấy sẽ làm lộ tất cả lúc ấy thì mệt mỏi rồi tả dê âm nói thành phu nhân khen tuông mở mắt hiện tại bà ta có lòng hận muốn giết vân sam rồi hạ phương nghi nói nếu có người thuyết phục được thành phu nhân thì tốt tà dê âm cười khổ người mà thành phu nhân sợ nhất đang nằm bất tỉnh nhân sự kia kìa mọi người không khỏi than dài lúc này mạnh thiên sở thấy đa ba đứng cách đó không xa nhìn mình mặt đầy tâm sự Tả Dây Âm cũng nhìn thấy bèn nói, có thể vì biết Vân Sam từng đến, chẳng ra nói chuyện với hắn đi, thiệp cũng để đi tham hiểu Duy rồi. Tả Dây Âm và Hạ Phượng đi đi rồi, Mạnh Thiên Sở mới bước lên, sắc mặt đào Ba nặng nề, hai tay không ngừng xoa vào nhau, đứng dậm chân tại chỗ. Mạnh Thiên Sở nói, đào Ba, lúc nãy Vân Sam có đến đấy. Đào Ba gật đầu. Nô Tài biết mà, Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ vai hắn, đừng lo, chúng ta đang nghĩ cách mà đà bà đáp, đại nhân, thuộc hạ có lời này muốn nói. Mạnh thiên sở thấy đà bà ấp à ấp úng, bèn nói, ta biết người lo cho Vân Sam, Vân Sam cũng lo cho người như thế, có điều hiện tại không phải là thời cơ tốt, người phải biết, thành đại nhân rất là thích Vân Sam, cho nên... Đà bà nhìn quanh, thấy không có ai mới vội ngắt lời mạnh thiên sở, nói nhỏ nhỏ, đại nhân, nội tài không muốn nói chuyện của Vân Sam, nội tài muốn nói là chuyện của đương đương kìa. Mạnh thiên sở nghe xong, thấy vẻ mặt của đào ba gấp gáp, mồ hôi rỉ ra trên trán rồi hỏi, đừng đừng làm sao. Đào ba vội đến nỗi, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Mạnh thiên sở nóng ruột hỏi, nói đi, đừng đừng làm sao rồi. Đào ba đột nhiên quỷ xuống, mạnh thiên sở bao chóng ngồi xuống đỡ hắn lên, nói nhỏ bên tai hắn, đứng lên màu, chứ cho người ta nhìn thấy lại nghi ngờ. Lúc này, đào ba mới đứng lên, nói nhỏ nhỏ, thường ra trước đây thuộc hạ, đã đỡ được nương nương, Mạnh thiên sở nhất thời ngạc nhiên, tóm lấy cổ áo của đào bà. Đào bà nói, đại nhân không phải là nô tài không cứu được nương nương, là nương nương bảo nô tài buông tay đấy. Mạnh thiên sở không hiểu, tức giận nói, sao có thể thế chứ? Cho dù người đón được rồi, lại thả ra, nàng ta xuống đất, hiệu duy cũng sẽ không bị đập đầu xuống mạnh như vậy. Người nói thật đi, suốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đào bà buồn bã cúi đầu nói nhỏ, lúc đó nô tài đã đón được nương nương, đụng đang ở giữa không trung, nhưng đường đường chỉ nói một câu, nói là... Mạnh thiên sở nói, người muốn làm ta sốt ruột chết được à? Đường đường nói cái gì? Đào bà đáp, đường đường chỉ bảo thả ta ra, sau đó dùng bột trường đẩy đồ tải đi. Đầu non đồ, đồ tải không phản ứng kịp, lại đi đỡ thì đường đường đã rơi xuống đất. Mạnh thiên sở nói, không thể, tuyệt đối không thể nào. Đào bà nói, đại nhân, nội tài tuyệt đối không đường ngài đâu, nội tài chỉ không dám nói ra, vì biết sẽ không ai tin, nên với dự kín Mạnh thiên sở loạn cả đầu, vì giao hiểu duy không cho đa ba cứu mình. Lẽ nào thấy mạnh thiên sở không còn hy vọng cứu mình coi vạn tuế ra, nên mới chọn tự kết liệu ư? Mạnh thiên sở nghĩ tới đây, trong lòng chua xót, cảm thấy bản thân vô cùng nhu nhược, không cứu được cả một người phụ nữ, bản thân còn được xem là đàn ông không? Đào bà thấy mạnh thiên sở buồn, hổ thẹn nói, đại nhân, xin lỗi, lúc đoàn đồ tài không nên buông tay, nhưng không biết lúc ấy đường đường lấy đâu ra sức mạnh lớn thế, nô tài không phản ứng kịp, người đã trượt khỏi lòng bàn tay của nô tài và rơi xuống. Mạnh thiên sở nói, được rồi, ngươi đừng nói nữa, chuyện này chỉ có ta và người biết, không được để người thứ ba, biết chưa? Giờ thêm khi đào bà thêm mạnh thiên sở tức giận, vội ngậm miệng, mạnh thiên sở thở dài, thôi, có thể bản thân hiểu duy quyết ý muốn chết, không phải lỗi của ngươi, do ta không có bản lĩnh cứu nàng ấy. Đào bà nói, đại nhân, nương nương còn chưa chết mà, ngài đừng buồn, Mạnh thiên sở cười khổ. Như thế thì có gì khác với đã chết sao? Hai người đứng đó đều rất đau buồn. Không ai muốn nói chuyện nữa. Bây giờ nhị đoá từ tiền viện tới. Thế vẻ mặt họ nghiêm túc. Bèn vô cùng cẩn thận, không dám đến gần. Chỉ đứng ở chỗ xa xa cùng kính nói. Lão ra. Mạnh thiên sở quát một tiếng. Ta không muốn gặp ai. Đi hết cho ta. Nhị đoá giật mình, nhìn đau ba một cách đáng thương. Đào Ba nói với mạnh thiên sở. Đại nhân có thể là việc gấp nếu không nhịn đoá sẽ không tới làm phiền ngài đâu mạnh thiên sở nói chuyện gì mau nói đi nhịn đoá vội đáp giản đại nhân tới ạ à? mạnh thiên sở vung tay để thất phu nhân gặp đi nhịn đoá đáp thất phu nhân đã đi rồi ạ à? mạnh thiên sở nói vậy người còn tới tìm ta làm gì nhịn đoá đáp nô tài không biết thất phu nhân bảo nô tài tới gọi lão già à? mạnh thiên sở không vui nói chẳng phải chỉ là cha của nàng ta sao nay trong nhà nhiều việc còn phải bắt ta đến gặp sao? Thực là không hiểu chuyện. Nhị đoá sợ hãi định lui. Đào bà nói, nhị đoá, người nói với tất phu nhân, lão già là có chuyện cần làm không đi được, xin được tạ lỗi với giản đại nhân. Mạnh thiên sở nghĩ ngợi, thôi, để ta đi xem sao. Đào bà vội nhường đường cho mạnh thiên sở, theo hắn tới tiền viện. Mạnh thiên sở rã rời ngồi cạnh giường của Hiểu Duy, nàng vẫn ngủ say như cũ, nét mặt rất yên bình, không có lấy chút đau đớn nào nhóm tả dây âm thường lượng xong, quyết định cứ đi bẩm báo với vạn tuy gia trước. Tả dây âm tới hành cung, vẫn chưa về. Hiệu đăng cũng ở phủ tổng đốc chưa về. trời đã tối từ lâu, mọi người ruột nóng như lửa đốt, ngồi chờ đợi. Tại phủ tổng đốc, họa nhân vân sam không ăn gì. Thành tử nghĩa ăn tối ở viện của giải tử hàm. Buôn buôn tới chỗ thành phu nhân một chuyến. quan gia đã tới thăm. Nói rằng Hiệu nặng đang ăn cơm với thành phu nhân, không cho cả nhà hoàn hầu hạ bên cạnh. Thanh tử nghĩa nghĩ hiểm đã có thể còn đang làm công tác tư tưởng cho thành phu nhân nên không đi làm phiền nữa tới viện đông thấy bên trong một mảnh tối tăm khó khăn tìm được một hạ nhân mới biết hoàn nhan vân sam chưa ăn gì một mình tới cảnh viên lo nàng nghĩ nhiều hơn nữa ban ngày còn dễ lạc ở cảnh viên huống chi là giữa trời đất tối om thế này thành tử nghĩa mau chóng đuổi theo thành tử nghĩa cầm đèn lồng đi tìm thấy hoàn nhan vân sam đang ngồi trên một ghế đá ở cuối hành lang có dây tường vị uốn quanh thành tử nghĩa thấy nàng ngồi yên ở đó đột nhiên đau xót tự nhấc đèn lồng hoàn nhân vân sam chắc đã thấy có người tới nhưng nàng vẫn không ngoảnh lại một lần cơ hồ những chuyện xung quanh không liên quan tới mình đây mới là điều khiến thành tử nghiện càng buồn hơn thành tử nghiện đặt đèn lồng lên cạnh ghế đá sau đó dè dặt ngồi xuống bên hoàn nhan vân sam nàng chỉ lên ngôi sao trên trời rồi nói lúc ông đội của tiếp còn sống thường dẫn tiếp nằm trên cỏ mà ngắm sao. Thành Từ Nghĩa nắm tay Hoàn Nhan Vân Sam nói, Vân Sam phải chăng nhàng nhớ ông nội rồi. Hoàn Nhan Vân Sam không nhìn Thành tử Nghĩa, tiếp tục nhìn bầu trời, thản nhiên nói, tiếp nhớ nhà mà thôi, Từ Nghĩa, chẳng biết không, ngựa trên thảo nguyên nhất định phải ăn cỏ của thảo nguyên mới phát triển khỏe mạnh được. Thành Từ Nghĩa đáp, ý của nàng là sống chung với ta, khiến nàng không vui sao? Hoàn Nhan Vân Sam khẽ than nói, thực ra nếu không phải là chàng trú đóng lâu dài ở biên cảnh lương thảo của nhà chúng thiếp đã hết rồi anh trai của thiếp hiến thiếp cho hoàng đế đại minh ngày thiếp đi người của bộ lạc đều đi tiễn a à mã và ngạch nương đều tới tiễn thiếp ngày hôm ấy mưa rất to gió rất mạnh chúng thiếp có một kiến giải rằng ông trời không đỡ để cho thiếp rời khỏi thảo nguyên muốn giữ thiếp tại nhưng không được thanh thử nghĩa cảm thấy người của hoàn nhan vân sam kẽ run rẩy ông ta không có nỡ thực ra tuổi tác của Hoàn Nhan Vân Sam và hai đứa con gái của mình ngang nhau, thậm chí còn nhỏ hơn hai đứa con trai lớn một chút. Ông ta nhẹ nhàng kéo Hoàn Nhan Vân Sam vào lòng, nghĩ hồi đầu mới nói, Vân Sam, nàng muốn về phải không? Hoàn Nhan Vân Sam không nói gì, Thành tự nghĩa nói, nhưng nàng đi rồi ta sẽ buồn lắm. Hoàn Nhan Vân Sam nói, từ hàm tỷ tỷ và chàng tình đầu ý hợp mười mấy năm khiến cho thiếp rất cảm động. Người trên thảo nguyên cũng vậy. Nếu trong đó có một con chết rồi, con còn lại dù có chết đói cũng ở cạnh đối phương. A à mã của thiếp, dù cả đời có bốn vợ, nhưng chỉ yêu nhất ngạch nương của thiếp thôi. Thành thử nghĩa nói, sao nàng biết? Hoàn nhàn vân giảm đáp, ngạch nương không phải nguyên phối của A à Mã. Theo cách nói của tộc thiếp, đây là trắc phúc tấn, đứng thứ hai trong bốn vị phu nhân. Vị thứ nhất lớn hơn A à Mã ta ba tuổi, nhưng rất thường thiện. Sau đó, A à Mã gặp được ngạch nương của thiếp họ nhất kiến trung tình. Ba ngày sau, A à Mã tới nhà ngạch nương cầu hôn. Sau bảy ngày thì thành thân. A à Mã nói với thiếp, người phụ nữ mà ông ấy yêu cả đời chính là ngạch nương. Thiếp giống A à Mã, hai đứa em gái đều giống ngạch nương. Mày lá liễu cong cong, đôi mắt rất to, mũi cao thẳng, miệng anh đào, đều là mỹ nhân ngàn dặm chọn một. Thành từ nghĩa cười, nhưng ta nghe nói, nàng nó mới là đệ nhất mỹ nhân của tộc nữ chân. Hoàn nhàn vân sam cười nói, từ nghĩa nếu chàng gặp hai đứa em của thiếp, chàng sẽ biết được đệ nhất mỹ nhân ở chỗ thiếp là như thế nào. Thành tự nghĩa nói, được rồi, trong mắt của ta, nàng mới là người đẹp nhất. Họa nhân vân xăm nhìn Thành tự nghĩa rồi nói, cho thiếp biết, người mà chàng yêu nhất có phải là từ hàm tỷ tỷ không? Thành tự nghĩa nghĩ ngợi, không đáp lời. Họa nhân vân xăm nói, thiếp sẽ không giận, chàng nói thật thì thiếp mới cảm thấy chàng là người đàn ông đội trời đạp đất, dám yêu, dám hận là chuyện tốt. Thành Tử Nghĩa gật đầu, nhưng nàng cũng là người phụ nữ ta yêu nhất. Hoàn Nhan Vân xàm cười, cảm ơn chàng đã nói sự thật cho thiếp biết. Thực ra thì thiếp cảm thấy chàng và từ hàm tỷ tỷ rất hợp nhau. Tỷ tỷ ấy xinh đẹp, hiền lành như vậy, lúc cười trông giống như ngạch nương của thiếp vậy. Mắt cong lại đẹp như trăng huyết. Thành tử nghĩa đáp, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ta đều thương nàng và nàng ấy, yêu đôi bên như nhau, biết chưa? Hoàn nhàn vân sàm nói, tử nghĩa nếu thực sự tiếp phải đi đi thật đấy mong chàng chàng hãy tác hợp cho thiếp thành tử nghĩa không khỏi trao mày hỏi vì sao hoàn nhàn vân sàm nói chàng đã có người phụ nữ mình yêu nhất chẳng bằng tác hợp cho thiếp đi thành tử nghĩa nói tác hợp cái gì lẽ nào trước khi theo ta nàng đã có người thương ở bộ lạc hoàn nhàn vân sàm thư dò hỏi nếu là thực chàng có giết tiếp không thành tử nghĩa nghe rồi đau lòng một hồi người phụ nữ mình yêu thương thì ra đã có người đàn ông khác trong lòng điều này đối với đàn ông mà nói chắc chắn là một sự sỉ nhục rất lớn nhưng thành tự nghĩa không giận người phụ nữ xinh đẹp thế này sao lại không có ai thích mấu chốt bây giờ nàng ta là người phụ nữ của mình ấy mới quan trọng thành tự nghĩa thản nhiên cười cho dù là thật thì đã là chuyện quá khứ sao ta lại giết người phụ nữ của mình hoàn nhan vân sam nản lòng đi thôi tiếp buồn ngủ rồi muốn về phòng nghỉ một lát thành tử nghĩa đỡ nàng ta đứng lên Bệnh hiểu đặc chưa có kết quả ta đưa nàng đi ăn gì đó đã hoàn nhàn vần sảm nói Thiêm không muốn ăn gì cả thành tử nghĩa nói nàng phải nghe lời sao lại không muốn ăn chứ đi thôi hai người nắm tay nhau thành tử nghĩa nhấc đèn lồng đi về hướng cửa cảnh viên quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của thành tử nghĩa tin tức hiểu đặc mang về không mấy lạc quan nhất thầy đều nằm trong dự liệu của tả sai âm thành tử nghĩa dẫn hiểu đặc tới phủ mạnh Mọi người ngồi lại, nghe hiểu đặc nói xong. Tạ giải âm thấy vẻ mặt nghiêm trọng của mạnh thiên sở, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Thành tử nghĩa nói, mụ già này rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Mạnh thiên sở nói, xem ra giải âm phân tích không có sai. Thành phu nhân muốn đuổi công chúa đi, không chỉ đuổi mà còn muốn giết công chúa. Tạ giải âm nói, nếu không được, để vạn tuyết ra ra mặt là được, làm sao phải khổ như thế này. Nhưng chính vào lúc nhóm mạnh thiên sở bó tay, đột nhìn chị đoá đến nói rằng có người muốn gặp mạnh thiên sở mạnh thiên sở hỏi người tới là ai nhị đoá đáp bẩm lão ra người đó bọc kín cả người đôi tài không nhìn thấy rõ mặt chỉ biết là một đàn ông hơn nữa đối phương không vào từ cửa chính mà đi bằng cửa bên mạnh thiên sở cảm thấy kỳ quặc Tả dây âm nói hay chàng đi xem thử đã rồi tính tiếp mạnh thiên sở theo nhị đoá tới một lương đình ở bên cửa bên quả nhiên trông thấy có một người mặc áo giả hành trên đầu đôi một cái nón che rộng vành trên nón còn phụ thêm một lớp da đen hơi giống với hiệp khách giấu mặt thần bí trong phim ảnh mà hồi nhỏ mạnh thiên sở thường xem nhị đoá nâng đèn lồng đứng một bên người kia thấy mạnh thiên sở đến rồi vội con mình thi lễ mạnh thiên sở nói người có gì muốn nói với ta mạnh đại nhân có thể rời gót nói chuyện chăng mạnh thiên sở nhìn nhị đoá biết người kia e ngại hắn đang đứng ở bên cạnh bèn cười nói hắn là quản gia của ta không cần phải ngại, người có gì cứ nói ra, ta còn có việc, không thể ở đây lâu. Ta muốn nói tới việc của hiển vi nương nương, ngài xem. Mạnh thiên sở nghe xong liền nói, vậy tới thư phòng ta nói chuyện đi. Không cần, ta cũng không thể ở lại quá lâu, hãy bảo quản gia của ngài lùi đại ba thước là được. Mạnh thiên sở ngoảnh đầu xua tay, nhị đó bảo lui xa, nhị đó vội vàng đi xa một chút. Được rồi, người có thể nói rồi. Người kia đi tới chỗ mạnh thiên sở, vì trời quá tối, Mạnh Thiên Sở lui lại một bước, theo bản năng, người kia hạ giọng. Ta không hại ngài đâu, ta có chuyện muốn nói với ngài, mong cho ta tới gần một chút. Mạnh Thiên Sở nghe xong mới không đùi lại nữa. Mạnh Đại Nhân, mong đừng để phu nhân nhà họ thành điều tra chuyện xích đu. Mạnh Thiên Sở không hiểu mà hỏi, vì sao? Bởi vì dây buộc xích đu có người động chân động tay vào thật, không liên quan tới công chúa và quốc công. Mạnh Thiên Sở nghe xong, hình như người này biết nhiều chuyện, nhất thời cảnh giác hỏi, rốt cuộc người là ai? Ta không thể cho ngài biết ta là ai, nhưng ta tới cứu công chúa và quốc công. Nếu hoàng đế biết xích đủ có vết dao, vậy công chúa và quốc công không gánh đội tội đâu. Mạnh thiên sở ngạc nhiên, vết dao cắt qua sao? Mạnh đại nhân, ngài xuất thân từ hình danh sử ra, nếu không tin có thể đích thân đi xem. Dù thành phương nhân đã phái người trông coi chỗ kia, nhưng nếu ngài đi xem, thì bà ta hẳn không ngăn cản. Mạnh tiên sở nói, nhưng trước đó không ai biết vạn tuyết gia muốn tới phủ tổng đốc cho dù là biết cũng không biết được là đường đường muốn cái xích đu kia mà ngồi đó chờ đã y người làm mọi xích đu của phủ tổng đốc đều đã bị động tay động chân sao mạnh đại nhân quả nhiên thông minh miễn là người hiểu được chút ít về đường đường đều sẽ biết tính tình của nương đương còn người và sở thích của nương đương mạnh thiên sở nói ý của ngươi là có người cố ý hãm hại đường đương sao chuyện có phải muốn hãm hại đường đường không thì tại hạ không biết nhưng nành đường đường hồn mê bất tỉnh thành phu nhân muốn mượn cớ nhổ bỏ cái gai trong mắt bà ta không biết nếu thực sự làm như vậy đừng nói tới việc có thể nhổ bỏ đinh trong mắt gai trong thịt hay không có thể còn dẫn tới lửa thiêu thân mạnh thiên sở nói nếu người đã biết hết rồi vì sao không đi tìm thành phu nhân mà nói mỗi người trong số chúng ta nói thì bà ta chưa chắc chịu nghe người nọ cười khẽ rồi nói nếu ta tiện đi thì ta đã đi rồi được rồi cáo từ nói xong bèn đi luôn mạnh tiên sở nói xin dừng bước ta muốn biết vì sao người muốn cứu quốc công và công chúa người kiên ngực bước nói nhận ủy thác của người khác tận trung làm việc cho người mạnh tiên sở nói nhận ủy thác ư ừ. ta sẽ không nói gì cho ngài hết chẳng còn mấy canh giờ nữa trời vừa sáng thành phu nhân sẽ hành động các người phải nắm bắt thời gian vào mạnh tiên sở nói nếu tráng sĩ đã nói nhiều như thế tại hạ có thể hỏi một câu người phó thác có thượng sách gì không? Công chúa không muốn ở bên quốc công, thượng ra đây chính là một kế sách hay. Mạnh thiên sở trong mày, rốt cuộc người nhận lệnh của ai, vì sao biết hết mọi thứ như vậy? Ta nghĩ có lẽ mọi người đã không còn cách nào khác, sắp sửa lật ván cờ cho vạn tuế ra, có điều đây là hạ sách. Mạnh thiên sở nói, vậy tráng sĩ thấy thế nào? Muốn cởi chuông, phải tìm được người buộc chuông. Ý của tráng sĩ là để công chúa ra mặt, đích thân đi tìm thành phu nhân để nói chuyện à? Người kia bật cười, tiếng cười mang theo ý khen ngợi. Quả nhiên là mạnh đại nhân, vừa chỉ đã thấu. Mạnh thiên sở nói, nhưng tại hạ cảm thấy chưa chắc thành phu nhân sẽ tin lời công chúa. Có tin hay không, còn chưa đi làm thì sao mà biết không được. Nói xong, người kia nhún mình nhảy lên, lập tức biến mất trong bóng tối. Nhị đóa vội bước đến hỏi, lão ra, ngài không sao chứ? Mạnh thiên sở không đáp, hai người đi tới chỗ sáng, Mạnh thiên sở đột nhiên ngừng bước, nhìn nhị đoá phía sau. Nhị đoá thấy ánh mắt của mạnh thiên sở sắc bén, không dám nhìn thẳng. Mạnh thiên sở cất tiếng nói, ta chỉ cho người một cơ hội nói thật một lần. Nếu người chọn không nói hoặc nói dối, bây giờ người cuốn gói rồi cút đi. Nhị đoá ngập ngừng, lão ra, nội tài không biết ý ngài là gì. Mạnh thiên sở quay người rời đi, bùng một câu với nhị đoá. Người đi đi, đến chỗ đại phu nhân, Đấy thành toán hết tiền công rồi đi. Không chỉ phải đi, mà còn phải rời khỏi phủ Hàng Châu, đừng để ta thấy được người nữa. Nhị đoá cuống lên đuổi theo, tới trước mặt mạnh thiên sở. Mạnh thiên sở thấy nhị đoá đột nhiên đi tới trước mặt mình, lạnh giọng nói. Sao nào, người biết ta không học võ nên muốn đánh đén ta sao? Lão già, nhị đó không dám, vậy người tránh đường cho ta. Nhị đó bỗng quỷ thục xuống trước mặt mạnh thiên sở. Mạnh thiên sở nói, đừng diễn kịch với ta, hiện tại ta không muốn biết chi tiết thần thế của ngươi cũng không muốn biết người ở nhà ta chịu thiệt nam gì càng không muốn biết ngươi và người bịt mặt vừa rồi giờ trò gì ngươi chỉ cần biến đi cho ta là được nhị đoá tên mạnh thiên sở muốn vòng đường mà đi vội tóm lên một góc áo của mạnh thiên sở thầy hắn cúi đầu nhìn mình thì vội bỏ ra rồi nói lão ra nhị đoá xin ngài nhị đoá nói là được đồ tài nói là được mà xin ngài đừng đuổi đồ tài khỏi phủ mạnh ta xin ngài đấy mạnh thiên sở nói bây giờ ta không có thời gian nghe ngươi nói chuyện người cũng biết chuyện ta cần làm là gì mà. Nhị Đoán nói, "Vậy, đồ tài nói ngắn gọn, ngài thấy có được không?" Mạnh Thiên giờ cuối cùng cũng ngồi xuống một cái ghế ở hành lang rồi nói, "Được, vậy bây giờ ngươi nói đi." Bên cạnh, gia tĩnh đột nhiên thiếu một hiểu duy, ngài cảm thấy như thiếu mất một cánh tay, tâm tình khó khăn lắm mới cá lên, bỗng lại mất vui rồi. Ngồi ở sạp trước cửa sổ, nó là nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực ra đang buồn bực. Cùng nữ và thái giám ở bên cũng không dám lớn tiếng chỉ sợ họa đổ lên đầu mình. Tiểu Lý Tử Già tính kéo dài cái đuôi cầu nói uể oải gọi Lý Công Công. Lý Công Công nghe tiếng bèn vội tiến vào, khom lưng đáp lời, đợi vạn tuyết ra gia giao việc. Mấy giờ rồi? Vạn tuyết ra mới qua giờ thìn à? Cho phu nhân của thành tử nghĩa có tin gì chưa? Lý Công Công nghĩ rồi đáp. Vạn tuyết ra hay chúng ta phát cửa đi hỏi? Không, người đích thần dẫn người đến xem thử rốt cuộc đã có chuyện gì. Lý Công Công vội vâng dạ, đang muốn đưa người đi, thì Gia tĩnh nói, rời có chỗ thành tử nghĩa, không cần biết kết quả ra sao, phải đi thăm hiểu Duy, hỏi vũ linh thiền sư về thương thế của nàng ấy. Trẫm vốn đến để đón nàng về cung, này lại không được rồi. Lý Công Công thấy Gia tĩnh vô cùng buồn bã, vội quyền. Vạn thế ra, người hãy yên lòng, đường đường nhân hậu hiền lành, nên nhất định ông trời sẽ phù hộ. Gia Tĩnh thở dài, hy vọng là như thế. Được rồi, người đi đi ta mệt rồi, muốn ngủ một giấc. Lý công công tuyết ra tĩnh đã nhắm mắt, màu chóng ra hiệu cho cung nữ và thái giám xung quanh, đừng gây ra tiếng động, để cho vạn tuyết ra ngủ yên giấc, còn mình nhẹ tay, khẽ chân, mà đi ra ngoài.